Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Tùng đã donate cho kênh qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Anh em Nguyễn Quang Tùng donate 2 lần trong cái ngày hôm qua, cảm ơn anh em Nguyễn Quang Tùng rất là nhiều. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trung Kiên đã donate cho tôi qua cái tài khoản Momo, cảm ơn anh em Vũ Trung Kiên. Hôm nay chơi gì nhỉ? Hôm nay vẫn chưa biết chơi gì. Bây giờ chả biết chơi gì luôn anh em ạ. Ok, tôi chào lại cái đã. Ok, ông này tên cái con quen không biết gặp ở đâu rồi. Chắc là cũng vừa mới gặp cách đây khoảng mấy ngày đó. Rồi, chơi gì để tính sau. Cứ để đấy đã, bây giờ cảm ơn các anh em hội viên đã. Tôi xin được cảm ơn anh em Văn Thắng, anh em Merjibu. Xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín, anh em Thọ Nguyễn, anh em Minh Đặng, anh em Hoàng VM, anh em Trịnh Tuấn, anh em Hùng Phan và cuối cùng là anh em Đỗ Quang Huy. Tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định và cố định hàng tháng. Xin một lần nữa cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Và tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng đến anh em Hùng Phan. Anh em đã đạt được cái huy hiệu 45 ở trên kênh. Chính vì thế sắp tới tôi sẽ có mấy clip tri ân anh em. Anh em muốn tôi làm video clip nào để cảm ơn anh em thì anh em hãy comment phía dưới clip này anh em nhé. Hoặc là bất cứ clip nào ở trên kênh à, anh em có thể là gửi tin nhắn cho tôi ở trên fanpage cũng được. Anh em Hùng Phan nhá. Trận này chơi cái gì đây? Khi mà chúng ta có một cái con Squire. Một con Squire ở trong cái truyền thuyết anh em ạ. À. Mặc dù là không có con mèo 5 đô đâu. Chúng ta không có con mèo 5 đô nhưng mà chúng ta có con Squire 5 đô. Bây giờ tí ra ăn gấu, câu gấu vào ra ăn gấu Saman cái lại Saman. Dã man. Tôi nói thật với anh em là như này, bây giờ là có một cái tình trạng như này. Và không chỉ có ở riêng tôi đâu, mà có rất nhiều người nó sẽ có một cái tình trạng nó như tôi. Đấy chính là khi mà chúng ta leo rank, đấy, chúng ta đua rank đầu mùa thì chúng ta chơi Saman. Đương nhiên rồi. Đấy, thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cần phải chiến thắng thì chúng ta chơi Saman. Chúng ta không muốn thua, chúng ta cũng chơi Saman. Hôm nay chúng ta vui, chúng ta chơi Saman. Chúng ta buồn, chúng ta cũng lại chơi Saman. Khi mà đổ ra nhiều cái đồ bắn trường thì chúng ta lại nghĩ đến cái bộ Saman. Khi mà đổ ra nhiều cái đồ đánh tay thì chúng ta cũng vẫn là chơi Saman. Đấy, mà khi mà chúng ta ra cái đồ mà chúng ta chả biết chơi cái gì hết thì thôi chúng ta lại chơi Saman. Dã man thật sự luôn. Nhiều anh em sẽ đặt ra nghi vấn là tại sao cái đợt này tôi lại có vẻ như là tôi đang hơi ưu ái cho cái bộ Saman nhiều quá. Tôi đang hơi PR cho cái bộ Saman nhiều. Đấy, cái bằng chứng là tôi nói rất nhiều về nó cũng như là tôi chơi rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi. Đấy, rất là nhiều cái nghi vấn. Ôi giời, thế này thì thôi. Tiếp tục chiến dịch Saman rồi. Ê, như này. Mặc dù cũng muốn chọn những cái con khác nhưng mà biết làm nào khi mà cái bộ này bây giờ nó đang hot meta. Có phải không nhở? Hay là nó lại là cái thuyết âm mưu đấy? Kiểu như là nhà phát hành đang đặt hàng Tuấn Cơm quảng cáo PR để bán skin chẳng hạn. Liệu rằng có phải là như thế không nhỉ anh em nhỉ? Có phải thế không? Anh em đoán xem nhá. Anh em có để comment bên dưới. Biết đâu anh em lại nói đúng. Nếu mà nói chính xác ra là tôi cũng là nhân viên của Dodo chứ. Tại sao lại không quảng cáo với công ty của chính tôi, đúng không? Có phải không anh em? Đấy, mấy cái bàn cơ tôi còn ra, tôi còn PR trước đến cả lứa 5 thì anh em biết thế nào rồi. Chính ra tôi quảng cáo cho Dodo rất là nhiều ấy chứ. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là tôi không có mua Battle Pass để ủng hộ công ty. Tôi thật với anh em là cái Battle Pass ấy, ngày trước là nó trả cho tôi, bọn Dodo nó trả lương ấy, là nó trả, là nó trả bằng coin, nó trả bằng cái đồng Dodo LED ấy ở trong game này mà tôi không lấy. Đấy, tôi bảo tôi trả tiền mặt thôi, chỉ chuyển khoản ngân hàng luôn. Tôi thiết thực hơn. Đấy, chứ tôi không sử dụng cái đồng tiền ở trong game làm gì cả, và tôi không có nhu cầu mua bán, nên tôi thẳng luôn. Đấy, Battle Pass thì nó bảo nó trả luôn. Đấy, nó trả bằng Battle Pass, đấy, quy ra tiền mà tôi không lấy. Chứ không phải là vì là tôi không mua. Thực ra tôi cũng không cần mua, những cái đấy tôi không cần mua.
Bởi vì mua Battle Pass xong tôi cũng chả để làm gì. Skin thì tôi không dùng đấy. Anh em biết tại sao là skin tôi không dùng rồi đấy. Nếu còn anh em chưa biết thì tôi cũng chia sẻ luôn với các anh em mới. Là skin ấy, tôi dùng ấy thì nó không thích hợp cho cái người làm content. Bởi vì làm content ấy, làm YouTube này thì nó cần tiếp cận những cái người mới. Mà nếu mà skin nó loạn hết cả mắt lên, nó rất khó chơi. Là một, thứ hai là người mới người ta sẽ không biết được đấy là cái con gì, anh em hiểu không? Nên là tôi không dùng skin bao giờ cả. Đấy, skin của tướng là không bao giờ dùng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Bàn cờ thoải mái luôn. Bàn cờ tự mình sáng tác cũng được, chả phải lấy cái bàn cờ của bố con đằng nào cả. Đấy, như tôi đang dùng cái bàn cờ này là cũng bàn cờ tôi thiết kế cho Dodo. Đấy, nhưng mà ra từ cái đợt Tết cơ nha anh em. Nhiều anh em hỏi tôi thì tôi cũng nói luôn là cái bàn cờ này hiện tại là tôi là cái người thiết kế. Và tôi là cái người duy nhất là có sở hữu cái bàn cờ mà tôi đang sử dụng. Đấy, còn Dodo thì họ cũng đã mua cái bàn cờ này rồi. Tuy nhiên là họ chưa phát hành. Và cái bàn cờ này là thiết kế cho cái dịp Tết cơ. Tức là anh em sẽ phải đợi đến cái dịp Tết, Tết Nguyên Đán ấy, Tết âm, thì anh em nó sẽ mở bán cái bàn cờ này anh em nhá. Còn anh em, nhiều anh em hỏi là mua ở đâu thì chắc chắn là bây giờ là không mua được. Đấy, còn tại sao tôi lại dùng sử dụng cái bàn cờ này thì tôi đấy, tôi quảng cáo giúp Dodo để sao hợp lý đúng không anh em? Đấy, tôi chơi tôi vừa đẹp cho tôi mà tôi quảng cáo luôn. Sau này mấy tháng nữa nó bán thì anh em thấy nó bàn này khá là đẹp thì anh em mua, anh em ủng hộ nhà phát hành. Đấy, ủng hộ tôi cũng là được. Với cả một cái lý do nữa ấy, mà tôi sử dụng cái bàn cờ này trong cái thời điểm bây giờ, đấy là hiện tại là sắp đến Trung Thu rồi anh em ạ. À, cái bàn cờ này cái màu sắc cái không khí của nó ấy, rất hợp với cái không khí của Trung Thu. Đấy, rất hợp. Nên là tôi sử dụng cái bàn cờ này nha anh em nhá. Đùa chưa ra, vừa rồi hơi đen đấy, gặp cái thằng nó hơi mạnh anh em ạ. Ra là con hai con mèo sớm như thế thì là cũng là rất khỏe đấy. Mèo bây giờ khó chơi lắm, như ra được hai con mèo quá hên luôn. Nhưng mà không sao cả. Chúng ta vẫn sẽ chơi bộ Saiman và chúng ta sẽ đấm hết nha anh em nhá. Đợt này tôi nói chung là tôi quảng cáo cho Dodo hơi nhiều ấy. À, Dodo có gì thì Dodo nhớ nhá, là Tuấn Cơm nhá. Đấy, phải thế nào ấy. Có nhân viên xem clip thì nhớ nhá. Đợt này bán được nhiều skin Saiman thì nhớ tôi nhá. Đấy, đợt này là thấy Dodo bán nhiều skin Saiman đẹp lắm. À, Tuấn Cơm là đang dùng thuyết âm mưu chơi rất là nhiều Saiman luôn. Đó, Lava Saiman quá tuyệt vời. À, sao 10 đúng không? Vứt con gấu bắt câu nhỉ. Cái này là tôi không dám cái câu gấu ở cái những cái rau người anh em ạ. Bởi vì là chúng ta đang có 3 mét kết hợp hai đỏ, 3 warrior kẹp với cả human. Nó mạnh rồi, một đội hình rất mạnh. Bây giờ chúng ta bỏ con gấu vào chúng ta sẽ mất một trong những cái hệ tộc là nó yếu nha anh em nhá. À, phải lên 7. Lên 7 cho vào. Chúng ta sẽ phải câu gấu Saiman đấy nếu mà muốn chơi 6 Saiman. Còn không câu được gấu Saiman thì chơi 4 Saiman cũng được. Đó là gọi là đam mê rồi anh em hiểu không? Chơi bao nhiêu Saiman cũng được. 4 Saiman hay 6 Saiman thì nó vẫn rất là ok. Đó. Giáp da bò. Đồ này nói chung là cũng không ngon lắm nhưng mà thôi được, cũng tạm. Giáp thép à? Thế thôi, hai cái món đồ còn lại thì không ghép cái gì được thì... Úi dồi ôi, con mèo này. Ui giời, vừa bán cái rào trước ạ. Chán đời thật sự. Mà thôi chắc là tôi bán con gấu ở đi, tích tiền thôi, 20 tiền thôi. Đủ 20 tiền rồi anh em ạ. Ok. Giáp thép lấy luôn này. Lấy luôn. Tầm này thì trận thắng trận thua thôi anh em ạ. Nên là cũng chưa chắc chắn được. Bây giờ lên 7 cho con gấu vào, tôi nghĩ là sức mạnh nó cũng không tăng nhiều nên là thôi. Tôi nghĩ lại tôi tiết kiệm tiền đó. Nói thế thôi chứ bộ Saiman này nó cũng là cái bộ đắt tiền đấy anh em ạ. Toàn 4 đô với 5 đô mà chơi level cao thôi anh em. Đấy, chơi không cẩn thận thì vẫn gãy như bình thường anh em nhá. Tiền nó vẫn phải cần tiền và nó cần level đấy. Chứ nó không đơn giản nó là thế đâu. Chúng ta trận này chúng ta không eco, chúng ta cũng không có đánh chuỗi thắng. Đấy, chúng ta đánh một cách rất là bình thường anh em hiểu không? Nó chả có chuỗi.
Đấy, đánh phải cẩn thận từng ly từng tí một. Tiền nó xài hợp lý. Ok. Không làm gì cả anh em nhá. Từ từ đã. Bây giờ phải có một thêm một con gì đấy mà nó gia tăng sức mạnh đáng kể tôi mới up cấp cơ. Lên cấp 7 thì nó sẽ phải là ra một con già chả. Thậm chí là ra già chưa chắc tôi đã up 7, cứ để 6 vẫn được. 6 vẫn ok. Ê à, càng đấy, thằng này to này. Được không? Được không? Được, 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 được. Được. Thằng này to, thằng này to, thằng này to. Đó. Có sách luôn. Đây, có con này up 7 được này. 2 sao là up 7 được rồi. Lên 7 nha anh em nhá, lên 7 cho thêm con này vào. 2 sao 1000 máu ấy. 1100 máu, không ít đâu mà có thêm một cái khống chế, một cái hack được 6 giây đấy. Nó sẽ giúp cho con flame về dưới nó có thời gian nó bắn trưởng. Bây giờ tôi mới chỉ có 2 con Saman thôi. Và tôi vứt con gấu ấy rồi. Thế là trận này là phải hoàn toàn là chơi bằng những cái con mà chúng ta roll ra được ấy. Storm Saman rồi thì thị vệ à tư tế. Trận này cũng không, nếu mà không có cầu chúng ta chỉ chơi 4 Saman được thôi anh em ạ. Chúng ta không có đủ. Nếu mà muốn chơi 6 Saman phải đánh ở level 10 anh em nhá. Vì không câu được ra gấu phải chơi ở level 10 đấy. Rồi, ok con này 2 sao ổn đấy. Sử con men 2 sao. Trong cái trường hợp mà gặp cái bọn assassin nên nó bớ vào được cái con flame ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái con sứ hút men, nó vẫn là cái con có thể gây đam được. Con co gây đam được anh em ạ. Ok đấy, công thủ nói chung là toàn diện cái tầm này. Đánh được. Đánh được ở đây có nghĩa là đánh chuỗi thắng anh em ạ nhá. Chứ không phải là đánh kiểu đánh được ở đây có nghĩa là giữ máu đâu, mà là đánh chuỗi thắng luôn đấy. Như này nó là đánh được chuỗi thắng ấy. Khá khỏe. Phía trên ba warrior này không sợ hunter rồi. Ok. Ui, đứng tụm lại thì gặp ngay cái thằng này. Nhưng mà không sao, Superman xoay là chết hết. Được chưa? Ui ơi, chưa kịp xoay. Ủa thôi chết rồi. Ủa không? Superman xoay là chết hết rồi, anh em thấy chưa? Đấy, mặc dù flame bị bớ đằng sau đấy, mấy con assassin nó bay đằng sau nó bớ vào nhưng mà phía trước của chúng ta vẫn còn một con gây đam. Ý, có chưa rồi anh em này. Hay quá nhờ. Quá là ok luôn. Đấy, bây giờ tôi đã có 50 tiền rồi. Tích tiền nó rất là ok luôn đấy. Anh em thấy không? Mới có chuỗi thôi. Mà tiền là ok, level 7 50 tiền. Hợp lý luôn. Quá ok anh em ạ. Rao sau lên 8. Bây giờ mà có 4 đỏ thì ngon này. Lên 8 mới kẹp 4 đỏ vào thôi. Chắc là bỏ con sói thôi. Rao sau bỏ sói thôi. Nếu mà có 4 đỏ anh em nhé. Con Swordman này gây đam, nó xoay này nó gây nhiều đam lắm anh em ạ. Nếu mà có đủ thời gian xoay nó sẽ gây như lượng đam nó sẽ bằng cái con flame đấy, thậm chí là còn hơn cơ. Nó đứng phía trên mà. Có cái tẩu này, ghép luôn không? Ghép tẩu của Swordman phía trên xoay. Gấu này, up được, up được 8 thôi. Up 8 kẹp thêm con gấu và có 2 bit nữa anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Được đấy. Tôi lấy ra mà tôi giữ được hai con mèo ở cái, mấy cái round trước là bây giờ tôi kẹp được vào hai con mèo là cũng ngon rồi đấy. Nhưng mà bây giờ tôi lại không có mèo, thế thôi. Đánh kiểu đánh vừa lửa đam tay vừa lửa đam phép này cũng được. Tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn ok thôi. Bây giờ mà tôi up 9 sớm tôi kẹp thêm con gấu vào, tôi câu gấu thì tí nữa nó khả năng ra 6 sa mang nó cao hơn này. Anh em nghĩ thấy không? Giờ đánh cẩn thận nó up 9 luôn không?
Đến cái tầm này thì tiền nó không thành vấn đề nữa rồi. Vấn đề nó là bài ra nó. Chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn tiền rồi. Level 8, 50 tiền. Bây giờ dí thẳng lên 9, giữ chuỗi thì vẫn rất là ok. Thậm chí là còn có thể là gặp cái thằng cắt chuỗi của cái thằng đang có chuỗi. Ok. Thêm con lửa vào nhá. Cho nó an toàn này. Lên 9. Đánh cho nó cẩn thận anh em ạ. Chắc kèo. Rồi, ghép luôn cái này đi anh em ạ. Tinh thể mana ghép luôn. Cắt chuỗi thằng kia. Đánh cho nó chắc kèo anh em ạ. Gặp sớm ấy nhá, đừng để cái thằng kia bị mất chuỗi nhá. Thằng này nó gặp những cái thằng khác, có thể nó sẽ mất chuỗi cho thằng khác ấy. Ok. Tầm này đánh cẩn thận lắm. Được quá nhờ. Thiếu một con Saman nữa rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có 4 đỏ. Cho vào đã. 4 đỏ kẹp với 2 bit, kẹp 3 warrior, kẹp 3 mết. Úi rồi, kích được khá là nhiều hệ tộc ở đây. Rất là ok nhá. Hay roll nhỉ, roll mấy cái không? Kiếm con Thunder không? 15 tiền này khả năng vẫn chưa kiếm vào đâu. Hơi ít tiền. Hơi ít tiền để roll anh em ạ. Tiền này chưa đủ tiền để roll. Bây giờ ra già ngon. Ra già kẹp vào có ba con human luôn. Bỏ con sói ra, kẹp thêm con gấu vào. Kẹp con gấu đù câu gấu. Thấy rồi. Lại đây bạn ơi. Ui Hunter à. Ra sai lần rồi kìa. Cũng căng đấy. Ờ. Rồi sao? Ăn được không? Ăn được không? Ui giời ơi. Hay quá mà thôi. Cắt chuối cộng 7 tiền luôn. Quá tuyệt vời. Đấy rồi. Ui giời ơi, 4 Saman luôn này anh em này. Hay quá nhở. 4 Saman. 4 Saman nhưng mà lại phải đánh ở level 10. Ok, lên level 10 kẹp thêm con gấu vào. 4 đỏ, 4 Saman đánh ở level 9. 3 mét, 4 đỏ, 4 Saman, 3 mét đánh ở level 9. Không cần 6 Saman luôn. 4 đỏ đấy, làm sao. 4 đỏ đấy, mạnh rồi. Mạnh rồi anh em ơi, thôi được rồi. Đùa chứ cái bộ này đánh chuỗi thắng cũng ngon, đánh chuỗi thua cũng ngon. Đánh không thắng không thua thì cuối cùng là cũng có chuỗi thắng. Dã man thật sự. Nhà phát hành quả này bắp hơi bị căng đấy. Bắp quá tay rồi. Nhà phát hành bắp quá tay rồi anh em ạ. Khẳng định với anh em luôn. Áp đảo đối thủ luôn. Lại có một thằng đang có chuỗi rồi kìa. Tí nữa sang gặp tôi rồi. Xin lốt cái chuỗi. Thôi con sói thì tôi giữ lốt cái dao này thôi anh em nhá. Tôi kiếm cái quyển sách xong rồi. Lốt dao này tôi bán đi thôi. Bán đi xong lên 10 luôn anh em ạ. Ra quyển sách xong rồi là round sau là chúng ta up lên 10 kẹp thêm cái con gấu vào. Gấu 2 sao luôn. Gấu 2 sao tăng cơ về trên, kẹp thêm 4 đỏ. Rồi chúng ta lại còn kẹp thêm được cả 4 sa ma nữa. Ôi mà cái tốc độ mà đẩy cái kiểu như này khả năng cao là trận này có khi vẫn kết thúc trận đấu ra 30 ấy. Thật. Tốc độ nhanh lắm anh em ạ. Tôi form đủ 4 sa ma rồi mà mới ra 20 thôi. Đấy. Cái tầm này đi đẩy từng nhà một thì mỗi nhà 20 máu thì chắc là khoảng ra 30 là hết game luôn gì đã. Lên 10 kẹp lên gấu 2 sao vào. Sa ma nó mạnh thật sự anh em ạ. Chúng ta sẽ lên 10 và kẹp thêm con gấu nó đẩy cho nó càng nhanh hơn. Đấy, 4 sa ma kẹp với 4 đỏ, kẹp với 3 mét, kẹp với cả con gấu. Đánh ở level 10. Let
mình nhảy bài gì? Comment đi nhá. Ok anh em thân mến, từ đầu clip thì tôi quảng cáo cho Dodo với cái bộ Saman này khá là nhiều rồi. Thế đến bây giờ tôi xin phép được quảng cáo cho chính bản thân tôi. Đấy là trong cái thời điểm hiện tại thì tôi có phát triển một cái kênh YouTube khác, một cái dự án mới của tôi được mang tên là Pingli Idol. Pingli Idol là gì? Pingli Idol là một cái nhân vật do tôi tạo ra, đóng vai trò là một dancer, phục vụ cái nhu cầu giải trí của giới trẻ thanh thiếu niên đam mê nhảy múa ca hát nha anh em nhé. Anh em nào có những cái niềm đam mê như thế thì anh em có thể đăng ký kênh Pingli Idol của tôi. Anh em vừa có cái thứ để anh em có thể giải trí, và tôi thì cũng vừa có những cái lượt view đầu tiên nha anh em nhé. Rồi, link thì tôi để ở dưới phần comment, ghim ở dưới nhá anh em nhá. Đấy, thế thôi, quảng cáo thế thôi. Chúng ta vào game tiếp. Bây giờ thì cứ mỗi hôm xin anh em một chút quảng cáo để có thể là PR kênh. Kênh vừa mới xây thì nó gần như là nó sẽ không có đề xuất khi mà chúng ta không PR. Mà tôi cũng lần đầu tiên tôi vào cái lĩnh vực ca múa nhảy hát cover dancer như này là tôi cũng chả biết là PR ở đâu. Thế là thôi tôi cứ có kênh YouTube của tôi PR luôn ở trên kênh thôi nha anh em nhá. Rồi chúng ta quay trở lại con game. Anh em thấy ở cái trận này tôi cũng bình thường, tôi cũng không phải là đỏ gì cả, nhưng mà đấy. Thì bây giờ tôi vẫn đang có chuối cộng 10 luôn. Đang áp đảo mọi người. Đây cũng có, đây này cũng là chơi Saman đúng không? Có phải không? Saman hay là mết đấy? Hay là 9 mết? Nhưng mà nếu mà không nhanh, form nhanh thì là cũng bay bầu đến nơi rồi. Ok. Giờ chúng ta lên được 10 rồi. Để đánh giá xem bọn nó thế nào đã này. Có hai thằng chơi Hunter. Trận này hai thằng chơi Goblin anh em ạ. À, cắm đầu cắm cổ chơi Goblin bởi vì có bom của máy bay đấy. Tôi ôm luôn con bom này cho ác thật sự luôn. Chơi Goblin đã bị gặp bết, đã bị đấm cho sấp mặt rồi, xong rồi lại còn bị ôm bom nữa. Ác thật. Bây giờ mà ra Square là chúng ta có thể kích 6 Saman ở đây anh em ạ. Chúng ta có hai Wizard vào. Hai Wizard ở 3m. Đấy, 3m là 5 con rồi, vì cái 5 con Saman nữa. Thế là xong. Trận này sẽ có người chơi 9 Hunter này, hai người chơi 9 Hunter. Đấy, một thằng là chơi Assassin Fake. Một thằng chơi Assassin Fake nữa. Ok. Khủng khiếp quá anh em ơi. Trời ơi, cái bộ Saman nó tầm round 20 này nó gọi là vua của các lineup rồi. Trận đấu nó sẽ diễn ra, nó sẽ rất nhanh anh em ạ. 20 đến 25, 25 đến 30 chắc hết game mất. Không biết trận này có lỗi 30 round không ấy. Tôi thấy tốc độ nhanh lắm rồi ấy. Già này. Úi dồi, trứng này. Thôi kiếm con già nữa anh em nhá. Úi dồi ôi, được rồi, lên 10 roll cất dễ luôn. Ok, đập trứng con già luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Được chưa? Quá nhiều Goblin. Mà Goblin gặp mết thì anh em biết là cái chuyện gì xảy ra ở đấy. Dã man. Ui ôi, đẩy cả 27 máu. Bây giờ cứ mỗi round tôi đẩy một cái thằng gặp tôi 27 máu thì cái bọn này nó đỡ làm sao được. Tôi nghĩ là trận đấu này kết thúc sớm thôi. Bay màu hết rồi. Tôi quyết tâm người ôm con bom này cho bọn Goblin nó không ra được bom máy bay luôn. Ác thật. Ok, trận này thì hơi ít đồ mana anh em ạ. Đồ mana hơi ít. Trận này đồ mana hơi ít. Đồ mana nó sẽ giúp cho cái con già nó vào game nó bắn trưởng được luôn ấy. Thì cái con già này nó sẽ phải đánh thêm 2 phát. Nó phải đánh 2 phát thì nó mới có thể bắn trưởng được. Nó không bắn được luôn. Ok. Xin viên ma lăng thôi nhở. Một viên ma lăng thôi. Không có. Đồ chán đấy. Đây rồi, được. Huyết triệu. Ui, già nữa này. Ui, nó chết rồi. À, ghép nhầm đồ rồi anh em ơi. Tại sao tôi lại ghép cái tẩu ấy kia.
Ôi trời ơi. Quả đấy là nó đang vội nhìn thấy cái con già anh em ạ. Tôi nhìn thấy con già ở trong cái cửa hàng á, tôi vội quá, tôi lại nhập nhầm cái trượng. Cái trượng cơ mà. Chết rồi, đồ lởm giữ chỗ không? Xong rồi, nhầm quá nhở. Tai hại quá đi mất thôi. Bây giờ phải đợi ra 30 mới có cái huyết trượng. Mà chắc gì nó đã có cái huyết trượng. Sai lầm quá đi mất thôi, trấn phái không ghép được rồi. Nhưng mà không sao thì cũng được anh em ạ. Thực ra đứng tụm này cầm cái tẩu thì nó cũng ngon đấy. Cái tẩu nó tăng mana cho tất cả là một này. Thứ hai là nó tăng hồi máu luôn. Nó bảo vệ luôn. Cũng ngon. Cũng không hẳn là nó đã là không dùng được đâu anh em. Nó có dùng được đấy. Thậm chí là nó còn dùng, nó còn khỏe luôn. Đấy anh em thấy không? Khỏe chứ. Cái tẩu nó tăng mana nhanh anh em ạ. Nó tăng cho tất cả đồng đội xung quanh luôn. Chúng ta đằng nào chúng ta cũng đứng tụm lại. Ui giáp xoay này. Có giáp xoay luôn. Ừ, cũng được. Thôi nhỉ, chua cái giáp xoay đi. Ok. Hay từ từ, chúng ta có lên đợi cái dây chuyền kháng không? Đợi một vài round nữa cũng được anh em ạ. Thực ra bọn nó chết hết bây giờ mà. Có cái vội đâu, đang có chuỗi 95 máu thì vội cái gì đâu. Bây giờ chả nhẽ lại cứ mong muốn là đánh nó cứ phải là 100% máu đến hết game à? Không. Không cần phải biểu diễn đến cái mức độ như thế đâu. Tôi đâu có đặt ra cái chỉ tiêu mà cứ chuỗi vàng kè đến cuối game đâu anh em. Rồi. 9m đi rồi, gặp 9m bay màu à? 9m rồi gặp cái bộ này đi, xác định luôn như gì nữa. Sao rồi? 9m thì làm sao mà đánh được, xem an. Gặp ngay cái bộ counter luôn. Nói chung là meta này, nếu mà anh em đánh 9m anh em phải đánh khéo lắm. 9m nó không đơn giản đâu. Bây giờ Sama nó lên ngôi rồi. À đây rồi. Chúng ta có cái tên ma lăng này. Ghép luôn xúc kích nhỉ. Trời luôn. Bây giờ còn 9 Hunter đúng không? Ui, 2 9 Hunter sắp bay màu hết rồi. Đấm hết anh em ạ, meta trước nó mạnh đến cơ như nào thì mới sang meta này thì cũng vứt đi rồi. Saman đấm nó 9 Hunter như con luôn. Mà tôi còn đang có 4 Saman rồi đấy, chưa phải 6 Saman đâu. Trận này 9 Hunter làm gì có cái cửa đánh được. Cái bọn 9 Hunter mỏng lắm, bọn này nó dày, toàn 3 sao mà. Ô, lên nó đè thôi thì thôi rồi. Già nó quẹt một phát, nó bay màu gần hết rồi còn đâu nữa. Cứ biến ra kiểu kiếm hồn 2 sao, kiếm hồn 3 sao mà nó quay ra nó đập thì thôi. Đấy, một thằng 9 Hunter đi rồi kìa. Ôi kìa, ôi trời chết rồi. Ôi kìa, vớ vẩn nhỉ. Thằng này Goblin mà ăn được tôi này. Ở chơi Kira anh em ạ, Goblin Kira cắt chuỗi à. Nhưng mà đây là tôi đánh kiểu là tôi vẫn chưa form đội hình mạnh nhất. Tí nữa kẹp cọc và lên 11, lên 11 chơi 6 Saman kẹp cọc, kẹp 3 mét mà. Tôi vẫn đang gọi là trên cái quá trình mà đang gọi là form rồi. Chưa. Vẫn chưa phải ra hình đâu. Cứ đợi đấy. Tí nữa rồi biết thằng nào mạnh hơn. Bộ này như này nó vẫn chưa phải mắc binh do tôi lấy sai đồ anh em ạ. Tôi lấy huyết trượng nó đéo lấy. Dã man. Huyết trượng không lấy ba vẩn, lấy cái tẩu. Bây giờ phải chơi cái kiểu là như thế này. Nhưng mà không sao thì cũng đi hết thôi anh em ơi. Bộ này mạnh lắm, đang beta mà. 9 Hunter máy bay này. Này thì 9 Hunter máy bay này, ăn nổi không? Thế à, cũng căng nhờ, cũng căng đấy, 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 không ăn được này, ôi giời. 9 Hunter máy bay vẫn thua cơ, lạ thế nhở. Mà đây là tôi vẫn còn đang chưa có như là mắc binh ấy nhá. Chưa phải là mắc binh của tôi đâu. Tôi chuẩn bị lên 11 rồi nó mới gọi là mắc binh như này. Lên 11 nhá, tôi kiếm con già 3 sao luôn. Thế thì có rời đỡ. Già 3 sao xong rồi 6 Saman. Bây giờ tôi vẫn chưa ra Square thôi. Tôi để sẵn hai con Wizard ở dưới này rồi.
Chỉ cần ra Squire thôi, chơi 6 Saman luôn. 6 Saman kẹp với cả 4 đỏ. 6 Saman kẹp 4 đỏ level 11. Kẹp 3 mét. Đấy. Rất là ok. Rồi, tôi vẫn đang tính là tôi đợi cái thằng nào nó rơi cho tôi cái nhẫn để tôi ghép cái dây chuyền kháng anh em nhá. Đánh với Hunter ghép dây chuyền kháng ngon hơn. Ghép ra xoay thì nếu mà nó không ra thì ghép thôi. Cái chứa à. Ui rơi chán. Sao không phải là cái nhẫn? Xung kích à? Không, đây ghép cái mảnh linh hồn anh em ạ. Rồi, đằng nào đứng tụm vào lấy cái giáp thép ngon hơn. Rồi, cứ 50 tiền luôn rồi anh em ạ, không phải vội. Đánh cứ từ tốn đấy mà. Máu 90 máu. Con này nó cái cửa gì ăn được tôi. Bây giờ tôi có 50 tiền nhá. Anh em nghĩ 50 tiền này đủ ra giải 3 sao không? 3 con nữa. Thôi cố gắng đợi một thằng nữa chết anh em nhá. Không ghép với giáp xoay vội đâu. Đợi một thằng nữa chết rồi biết đâu ra cái nhẫn cho tôi đúng không? Đấy, tôi đợi đến cái phút cuối cùng luôn. Một thằng nữa nó rơi đồ sang đây. Chúng ta có đồ. Ghép được cái dây chuyền kháng là xong. Coi như là chiến thắng. Rồi, Goblin bây giờ ăn được không? Nhắm xem ăn nổi không? Nào, bây giờ mày vào đây, mày vào đây, mày Kira, mày vào đây hộ tao cái. Nào. Ui giời, anh em nhìn máu tụt cả. Thôi xong rồi, 13 máu đi rồi. Ok. Vừa lấy ăn được thôi anh em ạ. Rồi. Không có đồ anh em ơi. Thôi thì ghép luôn nhá. Em sắp xoay vậy. Chán đời thật sự. Rồi. Ok, nào luôn giả ba nào. Chúng ta sẽ luôn con giả ba nha anh em nhá. Kèm theo đấy là chúng ta luôn con Saman luôn. Thunder 2 sao vào thay cho con gấu được rồi. Cho vào thay con gấu. 9 Hunter mới bay vào đây. Cái cửa nào, cửa gì? À, khốn đấy. Để mày bay ra xa này. Kẹp luôn đúng không? Một quẹt nó cũng bay hết rồi. Ui giời, máy bay đánh được hết cái bọn này không? Nhìn xem có đủ solo đó. Ui giời, nhìn cả đẩy. Ui giời, còn hai máu. Tôi cứ tưởng đi luôn nè. Hết tiền luôn anh em nhá. Sợ thật sự. Ui nhưng mà vẫn chưa lên được 11. Hay là cho nó sống lên một round nữa. Tôi muốn câu thêm một chút thời gian anh em ạ. Chơi tầm này nó đủ 30 phút chưa nhỉ? Clip chưa đủ 30 phút thì tôi cho anh em cũng tự hiểu nhá. Clip chưa đủ 30 phút câu thêm tí nữa. Thêm tí thời gian, thêm tí tiền anh em ạ. Thu nhập dạo này nó cũng kém. Ok. Chưa xả tiền vội để xem là có sống nổi ở đâu này không. Cố lên nhá, sống lên một round nữa thôi. Đối thủ sống thêm một round nữa, tôi có thêm cốc cà phê đấy anh em ạ. Cố lên. Cố lên, đừng chết. Ủa. Không được rồi anh em ạ, không ổn rồi. Ôi giời ơi, mạnh quá đấy tôi anh em ơi. 4 Saman mà nó hành cho cái bộ 9 Hunter máy bay này. Quá kinh khủng luôn. Thôi nha anh em nhá, anh em có nhu cầu gì mà mua skin thì anh em mua đi nhá. Sắp tới là Saman sắp đóng hòm rồi đấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để tôi một like, anh em chưa đăng ký hết đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, tập 1 của người chơi hệ Saman nhé anh em nhá. Lần đầu chơi Saman kẹp với 4 Metalip. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi Saman mết tối thượng level 11 nó mạnh ở cái cỡ như nào. 6 Saman kẹp với cả 3 mết toàn 3 sao thôi anh em ạ. Quá kinh khủng luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!